Tết Trung Thu đốt đèn đi tu, em đốt đèn em đốt luôn nhà, nhà ông năm với nhà cô ba. Ê thằng Em nhóc kia, hát ba sàm gì vậy? ý hello cô ba. Trời ơi, con nói cô nghe nè, năm 2022 rồi, hát như vậy nó mới hot trend cô ba ơi. Trên trên cái đầu mẹ, trên gì mà đòi đốt nhà tao? Trên 2022 tuổi trẻ nó nằm ở nhà bấm game không? Ai mà đi rước đèn rồi hát ba sàm như mày nữa? À cũng phải, cô ba nói nghe hợp lý á. Sao vậy? Buồn hả? Cô ba xem đi, Trung thu mà có một mình con đi rước đèn vậy nè. Mẹ con kể á, hồi đó mỗi dịp Trung thu đến là mẹ cùng bạn bè cùng nhau rước đèn vui lắm. Rồi mẹ mày đâu? Sao để mẹ đi chơi một mình ở đây? Mẹ con còn đi bán, không có đi chơi với con được. Trời đất, bà làm gì tới giờ này dữ vậy? Rồi sao mày không phụ mẹ?